Chiêu trò lừa mới của dân xã hội. Xin chào mọi người. Anh em cảnh giác với việc hôm nay tôi có một cái việc là ông một người nào đó gọi điện bảo bên Ủy ban xổ số kiến thiết Hà Nội. Bên Ủy ban xổ số kiến thiết Hà Nội gọi điện đến nhận là người quen và cho một con lô để đánh và chuyển tiền cho mình 200 triệu để đánh lên 1.200 triệu và để đánh và tất 200 triệu tiền con lô đấy. Và sáng ngày hôm sau sẽ đến để lấy tiền về mà mình sẽ được trích là 10%. Tức là 200 triệu thì sẽ được là 700 triệu thì mình sẽ được khoảng 70 triệu. Về vấn đề đặt ra đây rằng là liệu cái ngon lành đấy nó có đến với mình hay là sao? 200 triệu đấy nó chuyển khoản đến cho mình. Cái thứ nhất là nếu như đúng thì rủi ro gặp ra nó sẽ là khi mình cầm 200 triệu đi thì sẽ bị công an nó bắt với cái tội danh là cầm tiền đi đánh lô. Còn nếu như không bị bắt mà trúng, nếu như suôn sẻ vụ đầu tiên mà trúng thì không sao. Còn nếu như mà thua thì 200 triệu đấy thì sẽ có một đội đi đòi nợ thuê đến để đòi cái số tiền 200 triệu đấy của mình. Mà cái người này gọi điện đến là nói rằng là thân quen như thế nọ như thế kia và có ông chú ở bên ủy ban xổ số kiến thiết. Đây là mọi người lưu ý và cẩn thận khi có ai gọi điện về cái lĩnh vực như thế. Xin chào.